tìm đến cái kẹo này mà mua nhé, ngon lắm. Nhờ ba review kẹo chua nhất thế giới, cháu gái nhận thành phẩm cười muốn nội thương. Theo đó, cô cháu gái cầm trên tay một gói kẹo chay Super Lemon Candy với hương vị ít vị ngọt, đậm vị chua, chua tê tái, chua hiền dịu. Sau đó, cô gái giả vờ nói với bà là được người ta nhờ quảng cáo nên nhờ bà ăn và review, nhưng phải nói là kẹo ngon và vô cùng ngọt. Bà ơi bà, người ta trả tiền quảng cáo cho cháu ấy. Nên là bây giờ mình ăn kẹo này này, mình được khen là nó rất là ngon, nó rất là ngọt. Bà hiểu chưa? Rồi. Hiện tại thì mình đang cầm một cái gói kẹo này. Kẹo này tên là Super Lemon Candy. Và bây giờ mình sẽ cho bà mình thử trước để biết được chất lượng kẹo này có ngon và ngọt như các bạn đã từng review nhá. Phải nhớ là ngon với ngọt đấy. Được rồi. Mặc dù bà ăn vào cảm thấy rất chua, nhưng vì đồng tiền là mơ vị giác nên bà đã vô cùng nhiệt tình PR cho sản phẩm rằng rất ngọt và thơm. Thậm chí bà còn dặn dò các bạn trẻ hãy nhớ tìm đến loại kẹo này mua để mà thưởng thức. Bây giờ kẹo sao ngon ngọt mà hương vị nó lại thơm ngon thế này. Các bạn ơi, nhớ mà tìm đến cái kẹo này mà mua nhé, ngon lắm. Ngon ngọt, hương vị rất là phù hợp với tuổi Hỏa, tuổi Kỷ. Ngon lắm. Ngon không mà? Ngon ngọt. Bây giờ là thử thách của bà mình đã xong. Và bây giờ ngon lắm. Bà bảo cái gì? Không. Bà bảo chua. Hơi chua chua vậy cho nên phụ nữ là thích ăn hơi hơi thôi. Bên dưới là một số bình luận mà mọi người để lại. Bà khen rất đúng kịch bản nha bà. Bà Pia hay quá. Hy vọng chị có thể cho bà review thêm nước cốt mận xanh đi ạ. Mê cái cách bà ăn chua nhưng vẫn cố dặn ra nụ cười và khen nó ngon. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.